Vâng, shop em lại gửi lời chào là kính chúc toàn thể các bác anh em đam mê đi săn ong, các bác đi tìm hoa phong lan, anh em đi du lịch. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái dòng ống nhòm hàng EK, phiên bản cao cấp như thấy trên hình đây. Bên em thì bán rất nhiều mẫu ống nhòm nhá, từ hàng phổ thông cho đến hàng cao cấp, hợp túi tiền cho anh em đi săn ong, các bác đi du lịch, đi phượt anh nhá. Thì đầu tiên em cũng xin giới thiệu sơ qua về cái phương thức giao dịch bên em. Để anh em mua bán vui vẻ thành công, các bác điện trực tiếp theo hai số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em là luôn luôn giao hàng tận nhà, nhận hàng được quyền, các bác được quyền kiểm tra hàng, đúng hàng, đúng sản phẩm, các bác thanh toán tiền anh em nhé, không phải cọc cải gì. Là một cơ sở bán hàng uy tín, anh em yên tâm. Đấy. Bên em thì bán bảo hành các bác 2 tháng 5, trục trặc em đổi mới anh nhá. Đấy là lỗi của nhà sản xuất. Thế còn nếu như mà các bác rơi vỡ hay là bị hư hỏng thì bên em sẽ không bảo hành anh nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác hai cái mẫu ống nhòm hàng phiên bản cao cấp anh nhá, phiên bản cắt tần. Đấy. 8x42 EK 426 FT anh em nhá. Đấy, phiên bản cao cấp. Mẫu này thì bên em vẫn đang bán với giá là 4.500.000 đồng, bao ship toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra thanh toán nhá. Một cái phiên bản kính ED anh em nhá, kính ED, kính màu đỏ, thấu kính màu đỏ. Khi các bác nhận hàng luôn nhá, đây phụ kiện của nó đầy đủ anh em nhá, có hai tấm chụp ở dưới này, chụp ở đây này và hai chụp ở trên này. Về thì các bác là thả mở ra kiểm tra, anh em nó kiểm tra làm sao? Các bác đây là có cái thấu kính của nó này, thì các bác xoáy lên luôn nhá, xoáy lên để các bác cho mắt vào đây, các bác chỉnh chỉnh làm sao cho hai mắt của bác vừa ở đây nhá, thì bác chỉnh. Còn chỉnh nét độ nét thì các bác chỉnh con lăn ở đây anh em nhá, chỉnh con lăn ở giữa này để lấy cái độ nét cao tốt nhất cho anh em. Đấy nhá. Kính cái phiên bản cao cấp này thì độ nét của nó phóng đại rất là tốt. Đấy, nhìn xa thì từ 250m là nhìn con ong ruồi, anh ong mật nhá. Đấy, nhìn rất là tốt luôn. Và phiên bản này thì được cái là cái hàng EK này được cái là nó có ưu điểm là chống nước 100% anh em nhá. Đấy, chống nước 100%. Nói chung không bị mờ kính, không bị thấm mồ hôi anh em nhá. Đấy, rất là tốt sử dụng. Đấy, các bác mà đi săn ong thì có thể tham khảo dòng mẫu ống nhòm ED cao cấp này nhá. Đấy. Phiên bản 8x42 và phiên bản 10x42 các nhá. Về cơ bản thì 8x42 thông số của nó thì 8x42, còn cái loại 10x42 này thì nó sẽ độ phóng đại nhìn xa hơn một chút thôi nhá. Đấy, tùy theo các bác, nhưng mà độ nếu mà độ rung thì con 10 nhân thì sẽ rung hơn con 8 nhân nhá. Đấy. Vẫn là thấu kính 10x42. EK 326 FT anh nhá. Đấy, một phiên bản cao cấp, phiên bản cắt tần. Đấy, hai con này thì giá bằng tiền nhau nhá. 4.500.000 đồng. Đấy, bao ship tận nhà cho nha. Nhận hàng anh em kiểm tra thoải mái, ok thanh toán tiền nhá. Thấu kính màu đỏ, chống nước 100%. Đấy. Và ngoài hai mẫu cung hàng cao cấp này thì bên em còn bán rất nhiều mẫu nhòm khác anh em ạ. Một loại là hàng ED cutter thì là gì, có hơn 2 triệu thôi nhá, hơn 2 triệu đồng. Đấy, bao ship tận nhà. Còn một hàng nữa là HD thì chỉ có 1.500.000 đồng thôi anh em nhá. Đấy, các bác nào đang quan tâm phụ kiện ống nhòm săn ong này thì có thể liên hệ trực tiếp bên em. Phụ kiện của nó đầy đủ anh nhá, lúc nào cũng đựng trong cái hộp như này và đựng một cái túi màu đen như này, túi da màu đen này, thông số của nó đầy đủ, nhãn hiệu EK anh nhá. Đấy, và một cái khăn lau kính và một cái dây đeo anh nhá, rất là xịn sò luôn anh em nhá. Tất cả hàng ống nhòm EK này bên các bác mà mua bên em thì bên em sẽ bảo hành cho bác 2 năm anh nhá, trục trặc lỗi em đổi cái mới anh nhá. Đấy. Và cái mẫu này thì được các bác là tin tưởng sử dụng mua khá là nhiều anh em nhá. Độ nét sắc nét và chất lượng cũng rất là tốt anh nhá. Đấy, rất là bền bỉ trong thời gian. Đấy, anh em nào mà đang quan tâm về cái dòng ống nhòm EK này thì có thể điện trực tiếp bên em sẽ tư vấn cho nhá. Một cái video rất là ngắn thôi, em cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau. Các bác xem video thì cho em xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ anh em bạn bè cùng biết ạ. Xin chào tạm biệt các bác ạ.